Chào bà con nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bà con reset cái TV gọi là cài đặt lại cái TV LG về chế độ nhà sản xuất. Để mình cài đặt lại tất cả nhá. Đầu tiên mọi người vào phím home. Phím home là phím có hình ngôi nhà này. Đấy. Sau mình ấn phím home này. Sau mình ok chữ cái bánh răng này. Mọi người nhìn thấy cái bánh răng đây chưa? Đấy. Trong cái bánh răng ấy, di chuyển đến cái bánh răng thì mọi người cái kìm có lê đấy thì nó có cái chế độ nhà sản xuất này, thì mình cài vào chế độ nhà sản xuất này, ok này, xong mình chuyển ngang chuột này. ngang phím ngang ấy. Đấy, phím ngang mình ok này, đó, sau đó thì TV nó sẽ khởi động lại, đó, sau khi TV khởi động lại thì mọi người chờ một chút nhá, rồi, bây giờ nó đang welcome mình, nó chào mình nha. Thì mình sẽ ấn chữ ok, nó bảo mình ấn ok. Đó rồi, mình chuyển đến ngôn ngữ Việt Nam nha. Ok. Xong mình chuyển đến kỹ thuật số nha. Đó, ok, xong mình để chế độ trong nhà nha. Trong nhà và cửa hàng. Trong nhà là nhà mình dùng ấy. Rồi xong mình tiếp theo. Sau đó mình chọn tất cả các điều khoản nhé, ok. Đấy. Xong đồng ý tất cả. Đồng ý tất cả. Rồi. Mình dịch vụ bổ sung mình cũng đồng ý luôn đi. Cái này cũng không mất cái gì cả. Thông tin, giọng nói cũng đồng ý luôn đi, không mất cái gì của mình cả. Rồi. Sau đó thì kết nối wifi thì mình có thể bỏ qua hoặc là kết nối luôn cũng được, bởi vì đây là kết nối LAN. Đây mình kết nối, bắt đầu kết nối. Khi mà nó tìm ra một loạt wifi này, đây chẳng hạn wifi của nhà mình đây. Đấy, mình di chuyển lên ấn 1, mình đăng nhập cái mật khẩu vào. Ok. Mình ấn ok, mình chờ là kết nối một chút nha. Rồi xong mình tiếp theo. Mình chỉ tìm kỹ thuật số thì mình ok. TV sẽ tiến hành dò kênh. Trong lúc này mọi người chờ nhá. Đấy, TV đang dò được 51% mà bắt được 169 kênh rồi. Hơi chậm chút, mọi người kiên trì nhá. Mẹ cháu đi múa hát vậy ạ. Vâng. Giờ các bà chỉ có đi múa hát thôi chứ. Ở nhà thì tội lại soi con dâu con trai chứ làm gì nhỉ. Vâng. Thôi các bà cứ đi múa hát đi. Vâng. Đây mình đang quay tại cửa hàng cho nên là mọi người thông cảm. Chờ một chút. Mọi người lưu ý là nhìn ở trên nó có 7 bước thì mình đang đến bước thứ 6 rồi, chỉ còn mà hoàn thành bước thứ 6 thì xong sang bước thứ 7 là ok. Mình có thể trải nghiệm bình thường. Con này là dòng TV 215 216 đều cách dò giống nhau nhé. 14 15 16 giống nhau. Dòng này chỉ hay chết led. Lâu lắm mình mới gặp con này. Những cái trường hợp mà kênh nó bị loạn kênh hoặc là wifi loạn, mọi người lên reset lại cho máy nó nhẹ.
và nó cài đặt lại từ đầu. Còn 5 phút rồi. Mọi người đăng ký kênh để xem các cái video hướng dẫn rất nhiều về TV. Chín 4% rồi. Nếu anten tốt thì mọi người hầu như phải bắt được trên 150 kênh nhá. Rồi. Những hướng dẫn của mình là rất thực tế. Bây giờ mình tiếp theo này, tiếp theo mình chỉ việc ấn OK thôi là nó tiếp theo. Đấy. Mình sẽ hoàn, mình cho nhỏ tiếng này đã. Hoàn tất. Đó, mọi người nhìn thấy không? Con này khá là nét, OK. Rồi, cảm ơn mọi người nhá. Mọi người đăng ký kênh để cập nhật nhá.